Tâm thất là những buồng dưới của tim gồm tâm thất phải và tâm thất trái. Ngược lại những buồng tim ở phía trên là tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. Rung nghĩa là những sợi cơ tim rung lên do co bóp không đồng bộ. Vì vậy rung thất hay đôi khi gọi là VFIP hay VF là khi những sợi cơ tim bắt đầu rung lên vì chúng không co bóp cùng lúc. Bình thường một tín hiệu điện học lan truyền đủ nhanh để tất cả các sợi cơ ở tâm thất co bóp gần như cùng một thời điểm về cơ bản như là một nhát bóp đồng bộ duy nhất. Nếu chúng không có bóp cùng lúc thì sẽ không dẫn đến co cơ đồng bộ. Tương tự như một chiếc thuyền mái chèo, nó hoạt động tốt nhất khi mọi người chèo cùng lúc đúng không? Với rung thất tất cả những người chèo thuyền không chèo cùng lúc nữa, mà chỉ chèo bất cứ khi nào họ muốn, cuối cùng chìm xuống. Tương tự như chiếc thuyền, nếu tim không có bóp nữa mà chỉ rung động như một cái kén nhọng và đây cũng chính là hình ảnh trước đây từng được sử dụng để miêu tả rung thất. Bạn có thể dự đoán rằng tình huống này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì cơ thể và đặc biệt là não đang không được cung cấp oxy. Nghĩa là rung thất có thể dẫn đến tử vong trong vòng vài phút sau khi khởi phát. Được gọi là đột tử do tim. Cơ chế chính xác dẫn đến rung thất vẫn chưa thực sự rõ ràng. Chủ yếu là bởi vì khó có thể xác định vấn đề gì đã xảy ra tại tim ngay trước khi xuất hiện rung thất tuy nhiên thường thì khi các tế bào của tim trở nên stress hay bị tổn thương có thể khiến cho các vùng mô khác nhau thay đổi về cả cấu trúc và tính chất điện học và do đó có những đặc tính khác nhau được gọi là mất đồng nhất tổ chức mô khi mô tim đồng nhất hay giống nhau tất cả các hoạt động cùng lúc và có thể khử cực và có bóp gần như tại cùng một thời điểm khi có những đặc tính điện học khác nhau chúng hầu như không phối hợp cùng nhau dễ dẫn đến các hoạt động bất thường và tự khử cực Nói chung, mất đồng nhất tổ chức mô có thể xảy ra sau khi cơ thất bị stress. Tình trạng này có thể do một số loại thuốc nhất định. Thuốc cấm như methamphetamine hay cocaine, mất cân bằng điện giải và thiếu máu cực bộ cơ tâm thất. Khi một nhóm tế bào tạo nhịp của tâm thất bắt đầu phát nhịp sai thời điểm. Nếu những tế bào xung quanh có đặc tính giống hoặc gần như tương tự nhau, tín hiệu này lan truyền ra ngoài theo các hướng khác nhau gần như cùng lúc. Và làm tâm thất cò bóp đó được gọi là ngoại tâm thu thất hay PVC. Mặc dù không bình thường nhưng đó lại là hiện tượng tương đối lành tính. Khi có hơn 3 ngoại tâm thu thất liên tiếp, có thể được gọi là nhịp nhanh thất và đôi khi cũng có thể tiến triển đến rung thất. Trong ví dụ của chúng ta, giả sử những tế bào xung quanh có đặc tính khác nhau. Chẳng hạn những tế bào ở đây có thể không dẫn truyền tín hiệu nhanh như những tế bào ở bên này. Thay vì lan truyền ra ngoài đồng dạng như nhau, sóng dẫn truyền có thể bắt đầu uống cong cuối cùng kết thúc theo hình xoắn ốc và trở nên mất kiểm soát. Khi đó đầu sóng tự vòng lại và khởi phát một vòng khử cực khác, trường hợp này được gọi là vòng vào lại chức năng. Và sóng xoắn ốc này có thể lan ra và chia thành những sóng xoắn ốc nhỏ khác, dẫn đến rung thất và những vùng khác nhau của tim khử cực, và co bóp vào những thời điểm khác nhau. Ngoài ra vòng vào lại có thể khởi phát do sự hiện diện của mô sẹo, có thể xuất hiện sau nhồi máu cơ tim. Nhớ rằng mô sẹo không thể dẫn truyền điện được, vì vậy tín hiệu chỉ đi vòng xung quanh mô sẹo mà thôi Trong trường hợp này nó được biết đến là vòng vào lại do giải phẫu Một điều cuối cùng kích thích trung thất là do giật điện Nghĩa là có kích thích điện học từ bên ngoài Đây là một bản ghi hoạt động điện bình thường của tim Được gọi là điện tâm đồ hay ECG Và chúng ta gọi những sóng này là PQRS-T đôi khi có sóng U Phức bộ QRS ở ngay giữa thể hiện sự co-op của thất nếu mô tim bị kích thích vào đúng thời điểm trong suốt giai đoạn sóng ti đi chết lên, lúc này có thể gây rung thất. Ngay sau khi tâm thất co bóp, các tế bào sẽ bước vào thời kỳ trơ. Khi đó chúng không thể bị kích thích để co bóp lần nữa. vào trong suốt quá trình sóng ti đi chết lên, một số tế bào đang bắt đầu kết thúc thời kỳ trơ. Vì vậy những tế bào đó có thể sẵn sàng dẫn truyền trở lại, trong khi những tế bào khác có thể vẫn còn trong giai đoạn trơ do đó một số tế bào có thể co bóp còn một số thì có thể không. Và điều này có thể dẫn đến dẫn truyền bất thường, gây nên hiện tượng vào lại tương tự như chúng ta đã vừa đề cập. Trong quá trình rung thất toàn bộ các sóng PQST hoàn toàn biến mất, và tất cả những gì mà chúng ta thấy là các sóng rung nhỏ, mỗi sóng thể hiện một vùng từ khử cực của thất, một cách duy nhất để ngừng rung thất một khi nó đã khởi phát mà không tự dừng lại được, là kích thích điện từ bên ngoài hay khử rung thường là sốc điện với năng lượng cao, mục đích là gây khử cực toàn bộ cùng một lúc, hay ít nhất là khử cực một phần mô tim đủ lớn hay một khối lượng cơ tim thích hợp. Để cho phép nút xoan hay nút tạo nhịp chính của tim có thể trở lại kiểm soát nhịp tim, cơ bản là chúng ta đang cố gắng can thiệp và dừng tất cả những vòng vào lại xoắn ốc này cùng một lúc. Cho nên nó tương tự như khi người thuyền trưởng cầm một chiếc loa và hét lên vậy. Đôi khi bệnh nhân có thể được cấy thiết bị khử rung tim hay ICD ICD được phẫu thuật cấy ghép vào cơ thể và có thể liên tục theo dõi điện tâm đồ của bệnh nhân. Nếu điện tâm đồ của bệnh nhân đột ngột chuyển thành sóng rung, thiết bị sẽ nhận định đó là rung thất và kịp thời sốc khử rung. Bệnh nhân cũng có thể được dùng thuốc sau rung thất để giúp giảm nguy cơ xảy ra rung thất trong tương lai. Mặc dù ICD và thuốc không thể điều trị được nguyên nhân nền dẫn đến VF. Nhưng các phương pháp này tỏ ra rất lợi ích và hiệu quả trong việc cải thiện khả năng sống của bệnh nhân. Video thực hiện bởi WOMED